Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em sẽ review giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình một cái mẫu súng bắn đinh bê tông mà các bác sử dụng bằng máy hơi nhá. Thì khi mà các bác đặt mua sản phẩm thì nó sẽ có một máy này, phụ kiện đi kèm có một lọ dầu và những cái khóa mở này cho các bác nhá. Có hộp đựng máy này, hộp nhựa cực kỳ là dày dặn, đẹp và chắc chắn. Đây là về cái phần mẫu mã nhá. Đấy, đây tên máy này, cái này là ST64 nhá các bác nhá. Cái này thì các bác sẽ sử dụng để bắn đinh bê tông. Cái này thì các bác sẽ sử dụng bằng máy hơi nhá. Các bác cần phải có bình hơi thì mới có thể sử dụng được. Và các mẫu súng bắn đinh thì bên em sẽ cung cấp từ súng đinh 3, đinh 5 và đinh bê tông. Đấy, đinh bê tông thì được gọi là đinh 7. Đấy, đây là cái phần mẫu mã này. Trong cái đoạn video này thì em sẽ chi tiết tới các bác cái mẫu sản phẩm này. Ngoài ra thì bên em còn nhiều mẫu nữa để cho các bác được cùng tham khảo nhé. Các bác mà quan tâm có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản tiền trước. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Và trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái cho nên là các bác yên tâm nhé. Đây thì em sẽ quay chi tiết để cho các bác được cùng tham khảo kỹ luôn về mẫu mã này. Đây là chiếc súng bắn đinh bê tông thôi nhá, sử dụng bằng máy hơi. Đấy, đây là về cái phần mẫu mã để em sẽ quay chi tiết để cho các bác có thể là cùng tham khảo kỹ luôn về cái mẫu sản phẩm này. Các bác đặt hàng thì các bác có thể là alo điện thoại trực tiếp nhé, hoặc là nhắn tin điện thoại, nhắn tin Zalo cho bên em đều được. Đấy, mẫu mã cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Và giá cả thì bao giờ cũng là giá hợp lý, giá cạnh tranh nhất thị trường để gửi tới toàn thể các bác nhà mình. Vì cái sản phẩm này thì giá của nó sẽ thay đổi lúc lên lúc xuống nhá, cho nên là em sẽ không báo giá công khai mà em sẽ báo giá cho các bác theo thời điểm nhá. Các bác quan tâm sản phẩm vào cái thời điểm nào thì em sẽ báo giá cho các bác vào đúng cái thời điểm đó. Bác nào mà có nhu cầu quan tâm thì liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai nhá. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái buổi video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những thông báo mới nhất tới đây nhé.